Tức là lâu nay ta chỉ nghe, ta mới nghe, nhưng mà ta chưa thấy. Và đây là có mặt đông đủ của bà con nội ngoại họ Hồ đây. Tôi xin giới thiệu cụ thể. Thì thầy Thích Chân Quang là cháu ruột của bác Hồ, con cùng cha khác mẹ. Hôm nay nói thì gần như không còn ông, không ba nữa là bà Mai. Rồi sinh ra là không, sinh ra ông Nguyễn, sinh ra là Hồ Thị Nghĩa, là ông Sắc người sinh ra. Đây nhưng mà có một cái tình tiết này, ông Sắc lấy bà Mai, nhưng mà bà Mai thì rất ít tuổi, ít tuổi, thậm chí ít tuổi hơn cả bác Hồ nữa. Đấy, tức là mẹ kể thì ít tuổi hơn con bà cả. Đấy, trẻ đến mức như vậy. Nhưng mà trong cái chuyện này họ ta cũng gặp nhiều rồi đấy. Ngay trong cái ảnh mà tôi có trường hợp như vậy, trong họ ta thường thường là con bà kể là nhỏ tuổi hơn bà kế nhỏ tuổi con bà lớn, ba kế nhỏ tuổi hơn con bà lớn. Đấy, đứa thì cầm chỉ hay con, đứa thì như vậy. Là một cái tình tiết mà lâu nay là cháu ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nhà thờ để chứng hương tiên tổ, thì đó là một cái điều là ta không tìm mơ ước, hôm nay đã trở thành thành thật rồi. Để có người cụ thể đây. Thì có một đôi lời về con nội ta, con nội ngoài ta ở đây. Kính thưa các bà con, các anh chị, thì Trương Quang là đứa con của Đất Nghệ, đứa con của họ Hồ, là đứa con lưu lạc loài vì nhiều hoàn cảnh của đất nước của ly loạn. Mình ngày hôm nay mình về được cái đất tổ của mình mà lễ bái tổ tiên và thăm mộ tổ là một hạnh phúc lớn không ngờ, và càng tìm hiểu được dòng họ của mình thì càng thấy vinh dự vẻ vang. Thì đi song song với đất nước này, dòng họ của ta đã làm nên nhiều được cái công lao công trạng, đóng góp vào trong việc dựng xây đất nước cho đến tận những ngày hôm nay. Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, mà theo đạo lý của ta em thì phải làm sao với anh? Kính trọng, đó là đạo lý. Đạo lý của Á Đông là vậy, chứ không có giống như bên phương Tây. Nhiều khi mình thấy những đứa nhỏ nó ngang ngược, hỗn láo, mình khó chịu. Chứ còn bên Á Đông là không biết, ông anh mình cũng dở, ông ngu, ông dốt, ông nghèo, ông hèn gì kệ ông, hễ là anh, mình đều phải dành một sự kính trọng chừng mực nào đó, phải không? Như vậy thì bây giờ cũng vậy, Việt Nam là em thì phải kính trọng anh. Và từ xưa đến nay, cả mấy ngàn năm qua, người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng. Không bao giờ mình mất cái lễ này, không bao giờ mình để mất cái đạo lý của người em. Tức về phần người em, mình đã làm đầy đủ bổn phận là luôn kính trọng người anh. Kính trọng người anh. Chỉ có một lần Lý Thường Kiệt hơi hổn. Sau khi nghe tin ông anh sắp quánh mình, ông đem quân đóng đánh trước. Ông diệt hết tất cả những cái hậu cứ, những cái thành Châu Ung, Châu Liêm, Châu Khâm. Diệt hết những hậu cứ để cho bên Trung Quốc không có hậu cứ để mà làm bàn đạp đánh sang Việt Nam. Thế mà đánh sang Việt Nam là đã mất cái hậu cứ rồi, cái hậu cần rồi. Thì chỉ có Lý